Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ngày xưa mình có làm một cái clip á, mình nói rằng là những cây hoa chuẩn ép, thì mình chia sẻ rằng là chuẩn ép tức là những cái cây hoa mà khi các bạn ship về lâu lắm rồi, cái thời kỳ đó nó mới ra đó, thì mình không biết ở các cái nhà vườn hoặc là bên Thái Lan nó đã ghép bao nhiêu đời thì mình không biết. Nhưng mà mình về đây thì mình mua từ cái ngày mình mua tới bây giờ thì mình không có ghép để mình bán nha các bạn. Thì cái hoa nó rất là đẹp luôn. Thì cái hoa nó đẹp như thế nào thì bây giờ điều mình chia sẻ nè. Ở tất cả bất cứ một cái loại hoa nào, khi các bạn mua về như như cái cây minh hoàng này nè, thì mình mua về bữa nay cũng được 10 năm rồi có đó, nhưng mà mình không có ghép cho ai hết á, mình không có ghép, mình chia sẻ. Thì những cái mặt hoa này thì mình quan niệm theo ý mình gọi là hoa chẩn ép của cái vườn mình nha các bạn, tức là không ghép cao đời, chỉ một đời hai đời ghép ra nhân giống thì mình gọi là F1 F2 so với cái vườn của mình nha các bạn. Còn ở khi ở bên Thái Lan hoặc là các cái vườn khác nó ghép bao nhiêu đời thì mình không biết, nhưng mình mua về bữa nay là được mười mấy năm rồi đây đó. Thì mình không ghép cho ai, thì những cái đời hoa này thì mình gọi là hoa chẩn ép cho các bạn. Đây là cây minh hoàng. Còn cái cây của bạn mình nó cho nó mua về nó cho, thì khi người ta ghép ra qua nhiều đời thì cái hoa nó sẽ bị mất sắc nha các bạn, nó sẽ bị lai đi, nó phai đi. Thì đây là cái cây minh hoàng bạn mình nó cho nè đó, thì nó không còn vàng, nó không còn sáng sủa, nó không còn đẹp như là cái cây minh hoàng zin của mình được nha bạn. Là cái cây minh hoàng mà mình gọi vườn mình từ cái ngày mình mua về mình gọi là F1 đó. Thì màu nó rất là sáng, rất là chuẩn luôn, nó vàng đậm như bông mai, nó không có bị phá màu đó. Thì mình gọi là cái cây chuẩn ép. Thì khi các bạn mua bất cứ một cái giống gì cũng vậy, khi nó mới ra các bạn mua về thì cái hoa nó rất là chuẩn, nó giống mẹ hầu như là 90 đến 95%. Nó không có bị phai, nó không có bị ấy nha các bạn. Khi khi các bạn các nhà vườn người ta ghép qua nhiều đời, nhiều lai lai qua nhiều ép, F1, F2, F3, F4, F5 gì đó, nó rất là nhiều, một năm người ta ghép rất là nhiều, thì nó sẽ qua nhiều đời ép thì nó sẽ bị phá màu. Thì đó, như cái cây minh hoàng, đây cũng là cái cây minh hoàng, đây cũng là cái cây minh hoàng. Thì cái cây minh hoàng này á, khi mà bạn mình nó mới cho đây thì mình nghĩ rằng là nó ghép qua rất là nhiều đời thì nó sẽ bị phai, nó không còn vàng đậm y như là cái cây minh hoàng F1 của mình được nha các bạn. Đó, đó là cái cây này là mình mua hồi đó lâu lắm rồi, mình vừa cứ thế để mình chơi thôi, thì mình không ghép nhân giống cho bạn nào cả, để mình lai trái thôi. Thì cái màu nó như thế này thì các bạn so sánh coi đó, nó vàng mà nó rực, nó vàng rất là đẹp luôn, nó vàng đậm đà mà nói. Còn khi bắt đầu những cái cây này là cây bạn mình nó mua ở nhà vườn, nó đi miền Tây rồi sẵn về, nó tưởng là mình, nó kêu cái hoa màu vàng đẹp quá em mua về cho anh một cây, nhưng mà ở nhà vườn mình có rồi mà so với con mắt của nó thì nó thấy là đẹp, nhưng mà khi bắt đầu ghép qua nhiều đời thì nó sẽ bạc như thế này đó, nó phai đi, nó phai đi, nó càng ngày nó càng phai đi. Bất cứ một cái cây hoa nào cũng vậy đó. Thì mình chia sẻ như vậy các bạn cái trải nghiệm thử, các bạn biết thử có đúng không. Thì ở những cái vườn của mình á, những cái cây nào mà mình mua thì về mình chỉ để mình chơi thôi, chứ mình không ghét cho bất cứ ai, mình không ấy. Chỉ có năm nay những cái hoa giống mới á, thì mình mua về thì các bạn hỏi quá nhiều thì bắt đầu mình ghép, mình chia sẻ thôi. Thí dụ như cái cây hoàng ăn này cũng vậy nè, đó các bạn thấy. Thì ở cái bo này là mình mua về rồi bắt đầu mình nuôi cho nó lớn rồi bắt đầu mình cắt, mình ghép cho các bạn. Thì đây là cái cây mẹ của nó. Thì so cái vườn của mình khi mình mua được về thì mình gọi là F1 nha các bạn. F1 tức là theo cái vườn của mình thôi, chứ còn ở nhà vườn nó ghép mấy đời thì mình không biết. Đó, thì mình mua làm sao gì mình chơi y vậy, mình để hoài 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 vậy, chứ mình không có like cho bạn nào cả. Chỉ có năm nay á thì bắt đầu mình mới tiến hành mình ghép vài cây để mình chia sẻ cho anh em những cái hoa giống mới thôi. Thì bất cứ một cái hoa nào, nếu bạn nào mà có những cái hoa mà đầu tiên á các bạn ship về 5 năm, 10 năm, 20 năm về trước á, thí dụ như là thằng Minh Hoàng này, thằng Kim Lăng, thằng Long Thành, thằng Kỳ Duyên, thằng đó, những cái hoa đó là hoa của đời đầu nha các bạn. Những cái hoa đó là hoa của đời đầu. Thì hồi đó nó không có nhiều lựa chọn như bây giờ, những cái hoa cơ bản thôi. Ví dụ như cái hoa bạch tiết của mình đó, các bạn thấy đó, mình hay thường giới thiệu đó.
thì so với ngọc băng thì nó bự hơn nhiều, mà nó tới 4 lớp, mà nó trắng tinh, nó rất là bự luôn, nó bự có thể là bằng 1.5 là gấp đôi cái thằng ngọc băng á. Nhưng mà bây giờ trên thị trường cái giống bạch tiết nó mất mất rồi, chỉ có còn ở vườn mình có thôi. Hoa thơm cực kỳ luôn nha các bạn, mà hoa tự bự to. Thì mình cũng cố gắng mình giữ lại để sau này các bạn nào thích thì mình chia sẻ cho. Chứ bây giờ cái giống bạch tuyết đó thì trên thị trường này hầu như là mình thấy nó mất tiêu. Bây giờ nó thay cho cái giống ngọc băng. Hoa ngọc băng nhỏ hơn hoa bạch tuyết nhiều. Mà ngọc băng cái hoa nó trắng nhưng mà nó không có trắng tinh như cái hoa bạch tuyết đâu. Hoa bạch tuyết 4 lớp hương thơm mà trắng tinh. Thần ngọc băng thì nó chỉ có 3 lớp thôi nha các bạn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến cái vấn đề mà khi một cái cây ghép nhiều ép thì nó sẽ bị phá màu. Thì đó là cái ý kiến của mình thôi, còn các bạn ấy thì các bạn cho ý kiến. Thì đây là thực tế là những cái cây này, như cái cây Minh Hoàng này, đời đầu của mình nè. Đó, thì mình mua từ hồi xưa về sau rồi mình chỉ lai ra để mình lai trái thôi. Mình chỉ ghép ra để mình lai trái chứ mình không có chia sẻ cho bạn nào hết. Còn đây là cái cây của bạn mình, nó mới mua khoảng đi 3 tháng, cái gì nó tặng cho mình. Nó có hoa màu vàng đẹp quá em mua gì em tặng cho anh, nhưng thật chắc cái giờ vườn mình có rồi. Tại nó biết mình mê sứ mà. Thì hoa nó sẽ bạc như thế này nè. Ha. Thì mình chia sẻ như vậy các bạn cứ trải nghiệm các bạn coi thử có đúng hay không. Cho nên những cái hoa nào mà có những cái người lớn tuổi mà khi người ta mua được cái hoa, người ta về ta chơi từ đầu mười mấy năm nay người ta vẫn để như thế, thì những cái hoa đó là chắc chắn là hoa rất là chuẩn nha các bạn. Hoa rất là chuẩn. Thì còn khi mà mình ghép qua nhiều đời rồi thì nó sẽ bị lai, nó sẽ bị ấy nha các bạn. Thì tất cả những cái giống mà khi nào sau này cái hoa Vĩnh Lộc 16 cũng vậy. Thì nó chưa có trổ nhưng mà mình cũng giới thiệu cho các bạn. Đây là cái hoa Vĩnh Lộc 16. Hoa rất là đẹp, trắng. Mới trổ trắng hồng, sau này trắng tinh, hoa thơm nha các bạn. Thôi còn cái cây này là cây Vĩnh Lộc 16. Thằng em mình nó mua nó cho, nó cũng sẽ bị phá màu. Để bữa nào nó trổ đi thì mình quay nó phá màu như thế này thì các bạn sẽ biết. Đó, thì những cái đời, thí dụ như là cái thằng Kim Lăng nè, thì mình cũng mua đời đầu nè. Long Thành nha các bạn, Long Thành mình cũng mua đời đầu. Hoa Minh Hoàng, Rattelady, Sương Mù, rồi Khôi Nguyên, Kỷ Nguyên, Văn Huế 13, tất cả những cái cây đó là mình mua đầu tiên. Thì về mình từ đó đến sau thì mình để y như vậy. Cho nên ghép ra thì chắc chắn là màu nó sẽ rất là chuẩn, chứ mình không có nói điêu đâu. Thì các bạn chơi rồi thì các bạn cứ trải nghiệm coi thử như thế nào. Cái hoa này nó trổ đẹp quá các bạn. Nó mới trổ nè. Thằng này thì nó trổ được cái tuần rồi. Mình có một cái cây candy này nè, mê quá các bạn. Nè, một cái vàng candy nè các bạn. Nó canh kép mà không biết mấy lớp thôi à. Hôm nay là thằng vàng Rattelady nè. Mình la Rattelady nè. Những cái cây hoa này là những cái cây hoa. À, mình có một cái cây ruby nha các bạn. Thằng ruby nè, con của ruby nha các bạn. Thằng này là con của ruby. Đó. Thì cái lá này là các bạn biết thấy rõ ràng là lá ruby rồi chứ nữa. Thì để nó trổ thử như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là đẹp. Nó cánh đơn thôi. Đây là một lớp nó mỏng như thế này là mình biết nó cánh đơn rồi. Nhưng mà ok, mình bảo đảm cho các bạn trổ ra là ok, rất là đẹp luôn. Thì sẵn đó hôm nay thì mình cũng có những cái lô sứ các bạn, những cái lô sứ 40 thì mình muốn chia sẻ cho các bạn, nếu bạn nào chưa có thì nên sưu tầm ha. Sưu tầm về để mà chơi. À, mình quên giới thiệu, mình có cái cây Thuận Thảo 7, ngày xưa mình cũng ship về, bữa nay cũng 6-7 năm rồi ha. Thuận Thảo 7 nha các bạn, mà mình thấy nó cái cánh đơn thì mình không có thích. Cho nên là mình không có ghép ra để mình chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà nó trổ rất là rộ nha các bạn. Rất là rộ luôn. Nè các bạn thấy nè. Thì nhưng mà mình thấy cái hoa này nó cũng đẹp. Nó cũng hơi giống ngũ sắc vậy đó. Nhưng mà nó không phải nha các bạn. Này là Thuận Thảo 7. À, còn cái thằng ngũ sắc thì nó tới 5 màu. 5 màu thằng này 1. Màu tím hoa cà này. Màu đỏ này. Màu trắng này. Màu đen. Không có màu vàng đồng. Cái này có 4 màu à. Thằng này có 4 màu à, các bạn. Nó cũng giống như ngũ sắc. Thằng ngũ sắc tới 5 màu lận. Thằng này thì nó chỉ có 4 màu thôi. Thằng này gọi là Thuận Thảo 7 nha các bạn. Thuận Thảo 7 này các bạn thấy nè. Nó trổ nó rộ ghê không. Rộ chùm luôn. Nó là cánh đơn đó. Thì những cái thằng cánh đơn đó thì giống mới thì nó cũng rất là đẹp. Còn cái thằng này thì nó lâu rồi. Thằng này cũng 6-7 năm rồi. Thuận Thảo 7. Nhưng mà tại vì mình thấy các bạn không có thích á, cho nên là chủ yếu là mình lấy bông để mình like thôi. Thì mình lấy cái nhiệt được của nó nè, cái nhiệt được của cái thằng này nè. Đó, mình lai qua những cái hoa như là Văn Huế 13 nè, rồi thằng Tiêu Phong nè, rồi thằng
kim phát này, nói chung mình lai mình phối màu đó các bạn, để coi thử nó như thế nào. Đó, thì cái thằng Thuận Thảo Bảy này thì nói chung là cái màu ăn thua được cái gu của mình chơi à, chứ còn không có biết được. Nhưng mà thật sự cái thằng Thuận Thảo Bảy này nó cũng rất là đẹp luôn á, chứ không phải là nó không đẹp đâu nha các bạn. Thì mỗi người nó có một cái gu riêng, nó đẹp như thế nào thì ăn thương được cái gu của các bạn chọn thôi à, chứ còn không có so sánh với thằng này đẹp hay thằng kia không đẹp được. Mỗi thằng thì nó mỗi có đẹp riêng. Cũng giống như cái thằng Thuận Thảo Bảy này nè, rồi cái thằng Ngũ Sắc nè, rồi cái thằng gì Cần Duột 32, nó giống nhau nè. Nè các bạn thấy cái thằng Thuận Thảo Bảy vậy ha, ha. Rồi cái thằng Ngũ Sắc thì ngày hôm qua mình đã giới thiệu rồi, rồi còn mình sẽ đi giới thiệu cái thằng Cần Duột 32, nó có y chang nè, nó cũng tím tím trắng hồng xanh vậy đó, nhưng mà nó khác cũng một chỉ có một vài điểm thôi. Thì cái thằng Cần Duột này nè, Cần Duột 32 này nó cũng rất là đẹp, nhưng mà mình thấy nó kính đơn, tại vì các bạn đối so với mình thì các bạn cứ thích kính kép quá. Thì đây là Cần Duột 32 nha các bạn, đây là cái thằng Cần Duột 32, nó cũng đa ná, nó cũng giống như Ngũ Sắc ấy, nhưng mà nó chỉ có 3-4 màu thôi, chứ nó không có phải 5 màu như cái thằng Ngũ Sắc nha các bạn. Đây Cần Duột 32 nha các bạn, cũng rất là đẹp. Thì nó ăn thua nó mỗi người có mỗi cái cách chơi thôi. Còn cái thằng Tỏa Dương này các bạn, cái thằng Tỏa Dương hôm nay nó trổ nè, bạn thấy mê không nè, thằng Tỏa Dương nè, đó, bông Tỏa Dương thì rộ mà rất là đẹp nha các bạn, rộ là rất là đẹp luôn. Cái bông này nó mới hé à. Còn cái bông này thì nó trổ được 7 ngày rồi, 6-7 ngày rồi, trổ lâu lắm rồi, mình quay từ cái clip trước mà. Nhưng mà cái dòng bông cũng hết biết luôn đó nha các bạn. Nè các bạn thấy không, nụ nối nụ luôn. Thằng này ra đây, thằng đây một chùm. Rồi bây giờ nè các bạn coi nè, chùm này nó ra nè, ở trên đây mình nói với các bạn là cái cây Tỏa Dương này, nếu mà các bạn lên được có gốc lớn mà lên được cái cây lớn thì quá tuyệt vời. Thằng Tỏa Dương nó đẹp lắm nha các bạn, rất là đẹp luôn. Nó trổ một cái là như có non lá, các bạn đi không nổi luôn, không phải giỡn đâu. À, còn cái giống đời xưa nè, cái giống đời xưa mà cách đây cũng mười mấy năm rồi nè, mà những cái giống đời xưa này thì mình không có ghép cho các bạn. Thằng này nó có tên là Hen Hen, à, thấy không, nó có tên là Hen Hen, nó rất là đẹp luôn, hồng mà chấm nó rất là đẹp, nó tên là Hen Hen nha các bạn. Đó. Ngày xưa mình thấy nó đẹp mình cũng mua, chỉ có một cây thôi, mình chỉ còn có một cây thôi, nói chung là mình để đây mình làm giống thôi, chứ còn mình không có ghép ra, tại vì bạn nào thích thì mình mới ghép thôi, chứ không mình không có bán chuyên nghiệp á, cho nên là mình không có ghép đại trà ra nha các bạn. Nè, các bạn thấy cái thằng tài san hô nè, đã không, các bạn thấy cái bẹ san hô nó đã không, mà ở trên cái đầu đỉnh này nè, mà mốt nó ra hoa, nó như cái màu gà vậy, lum nó trên cái đỉnh đầu vậy, như trên đỉnh đầu nó mọc y như trên đỉnh đầu cây, nó mọc trên đỉnh đầu. Nè, các bạn thấy đang có hoa này, thấy chưa, đó thì đó là cái thằng tài san hô nha các bạn. Thì hôm trước mình cũng có nói là thằng tài nó nhiều lắm, thằng tài vàng, thằng tài san hô, thằng tài đơn, thằng tài hai lớp đó, nó gọi là thằng tài gì, quên mất rồi, cái thằng tài siêu bông nữa, nó tới 4-5 loại thằng tài đó nha các bạn. Rồi thì hôm nay mình có những cái cây mà 40k thì mình muốn chia sẻ đến các bạn nha các bạn. Hôm nay mình nuôi cũng gần 7 tháng mấy rồi đây, thì nói chung là nó cũng sắp có hoa rồi, nói chung nó sắp có hoa hết rồi nha các bạn. Đó thì bữa nay nó cũng cao được 20 phân hết rồi, 20 phân. Thì cái số hoa này, cây này thì mình bán là 40.000 một cây, nhưng mà các bạn mình bán một lô là 10 cây 400.000 nha các bạn. Thì ở trong cái này là cái cây sổ số, chứ mình cũng chưa có biết mặt hoa nha các bạn. Còn những cái cây nào mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn, mình tâm sự là những cái cây nào mà nó đã đơm nụ hoặc là nó chớm nụ thì mình để lại nha các bạn. Đây là cái cây 40.000 một cây, cao chừng 20 phân nha các bạn, có cây hơn có cây chưa tới nha. Nhưng mà ăn thua là cái hoa thôi, chứ các bạn cũng đừng có càng cao càng thấp gì hết trơn á nha. Thì hôm nay mình có mấy lô đây thì mình bán mấy lô cho các bạn nha. Đó, nè, củ thì nó cũng bằng lớn hơn con chân cái rồi đó, có cái thì cũng bằng nửa cùm tay, nói chung là mấy thôi. Đó, à mình có cái cây này à. Nó cẩm thạch nha các bạn. Nó cẩm thạch. Mà hồi đấy để mình ra hoa thấy nó như thế nào. Để mình trồng chung nó luôn chứ mình cũng không quan tâm. Cẩm thạch thì có cây nó ra cánh đơn, có cây ra cánh kép, có cây cũng ra cánh kép nha các bạn. Mình cũng có một cây nó trổ rồi ra cánh kép cũng 3 lớp đàng hoàng. Đó. Đây có cây cẩm thạch mà không có để ý nè.
thì một lô mình bán 400 ngàn 10 cây nha. Thì ở cái số của mình đây thì nè các bạn thấy nè. Đó, cái số cây này là 40 ngàn. 40 ngàn nha các bạn. Thì cây nào nó có bông mình sẽ để lại, mình sang chậu nha các bạn. Mình sang chậu. Thí dụ như cái thằng này nè. Nè, đó cái thằng vàng nè. Nó đã trổ bông rồi các bạn nè, thấy chưa? Nè. Đó, nó trổ bông thì thằng này là chắc màu vàng rồi. Mình nghĩ vậy nè. Các bạn thấy nè. Đó, màu vàng nè. Thấy chưa? Nè, màu vàng nè. Để mình chùm qua nó hơi cực chứ. Thì nó chút ép rồi các bạn, nó gần 15 phân à. Mà nó cũng trổ à. Trổ bông à. Nè. Nè, thằng này đứng đủ này, thế các bạn thấy không? Mình nói các bạn rồi, hả, nó đứng đủ là nó trổ bông thôi à. Nè. Hả, thằng nào mà nó đứng đủ là trổ bông này, thằng này đứng đủ nè. Trổ bông này các bạn thấy không? À, đứng đọt chứ quên kêu đứng đủ hoài nó sẽ đau. Đó, như thằng này đứng đọt nè. Nè, thì nửa tháng sau nó sẽ trổ bông thôi. Đó, đứng đọt như thế này là nửa tháng sau nó sẽ trổ bông. Thì ship về cho các bạn hên xui có khi nửa tháng có khi một tháng ăn thua nó ấy thôi, ăn thua cách chăm của bạn nữa. Để những cái cây này này các bạn thấy nè, đó nó đơm bông hết rồi này nha các bạn, nó đơm bông hết luôn rồi nè. Có cây thì nó trổ rồi, có cây thì nó trổ, cánh đơn thì nó đẹp thôi, cánh đơn kép thì nó đẹp thôi, kép nha các bạn nè. Các bạn thấy cánh đơn không, vàng ống luôn, vàng cực kỳ vàng đó. Các bạn thấy đã không, hoa to hương thơm, thơm ngào ngạt luôn. Cái thằng các bạn đừng có lo, riêng cái thằng vàng với lửa trắng này á, hầu như thằng nào nó cũng thơm, thơm nức mũi luôn. Hoa to bự chà bá, nụ thì cũng sai. Đó thì là đó là những cái cây mà nó đã trổ trong vườn của mình thì mình sẽ để lại nha các bạn. Bữa trước có một cái em nói thôi anh bán cho em 20 cây đi, anh cho em cây 2 cây gì nó trổ bông gì để phê người ta. 40 ngàn. Thì nói chung là mình em nó nói vậy thì mình cũng lựa cho nó vài cây nụ vậy. Cái đơn cái kép đó là tùy duyên nha các bạn. Nhưng mà mình bữa nay thì mình không có cho các bạn nữa đâu. Mình chỉ bán cây ấy thôi, còn cái nào có nụ mình để lại rồi các bạn cũng đừng có năn nỉ nha. Cái vấn đề mà cái tiền ship cũng vậy nha các bạn. Mình chỉ bán cây thôi. Chứ các bạn đừng có nói là anh có bao ship hay không, mình mua chỉ bán cây thôi. Thì ở đâu nó cũng vậy à. Các bạn mua ở đâu nó cũng vậy thôi nha. Nhiều khi hỏi mình cũng rất là ngại luôn. Tại vì chăm sóc một cái cây nó cực, nói chung các bạn cũng biết rồi, mà nào có cây con các bạn chăm các bạn biết rồi. Không phải là mình kể công đâu, nhưng mà mình bán để mình lấy tiền phân thuốc thôi, chứ còn không phải là nằm ở kinh doanh, ở cuộc sống ở nơi này. À, đã cây, hai cây này nó cũng đang có nụ nè các bạn. Nè, cây này nó nụ nè, nè, cây này nè, nè. Đó, nó đứng đọt là nó có nụ hết à. Mình nói với các bạn rồi. Nè, nó đứng đọt là nó có nụ hết à. Các bạn đừng có lo nè, thằng này đứng đột nó sắp có nụ nè. Đó. Thì lớn nhỏ to bé gì không biết, chứ mà mình nói với các bạn là nó đứng nụ là nó có hoa. À. Ở những cái cây này mình đó là những cái cây mà các bạn xứ Cẩm Thạch là nó như thế này nha các bạn. Thì cái chậu này là cái chậu Bạch Tuyết. Đâu. Cái chậu Bạch Tuyết bên kia. Thằng này là cái chậu Văn Huế 13 nha các bạn. Văn Huế 13 nha các bạn. Đó, cái chậu này là chậu Văn Huế 13. Thì mình ra là để mình ghi tên, để mình coi thử nó trổ hoa giống mẹ giống cha nó như thế nào mà. Thế vậy mà. Còn khi ship cho các bạn thì mình lượng ngẫu nhiên thôi. Còn những cái chậu nào mà mình để riêng, tức là những cái chậu đó là mình ấy nè. Nè, các bạn thấy nè. Nè, nó đến ngày đến tháng rồi cái tự động nó trổ bông nè. Các bạn thấy không? Nó ở đây là trong còn cái chậu 20 nha các bạn. Trong cái chậu 20 đó, trong cái chậu 20 nha các bạn. Mà nè, nó đứng đọt nè. À, nó đứng đọt vậy là báo đỏ với các bạn là nó giọt bông. Nè, thằng này nè, đứng đọt nó giọt bông nè, nhiều lắm. Nói chung là trong cái số cái chậu 20 mình thấy nhiều lắm, bữa mà mình đi tưới rồi mình cũng coi rồi. Đâu rồi? Còn nhiều lắm. Nằm ở đâu đây cũng có một cây nữa nè. À, nó cũng đang giọt bông nó ra nè. Nó mất tiêu rồi. Nói chung là ở trong nhà đây. Đây nè. Đó. Thằng này nó cũng đang giọt bông nó ra nè, các bạn thấy không? Đó. Còn đâu đây một cây nữa nè. Nó nhiều lắm nha các bạn. Mình chỉ mới có ra chậu thôi, chứ mình cũng chưa có ấy gì hết, mà nó muốn có nó giọt bông nó ra thì ấy thôi. Cho nên là các bạn cứ yên tâm nha. Mình cứ yên tâm mà cứ sưu tầm. Về thì nói chung là cái cây nào mà nó đứng đọt thì về chừng nửa tháng sau là nó sẽ có bông cho các bạn thôi. Còn nếu mà cái cây nào mà nó chậm thì khoảng cỡ một tháng nữa thì nó sẽ có bông cho các bạn. Chứ nhiều khi trong cái chậu chút xíu chưa cái gì, nào còn nằm trong cái chậu 20 nó cũng đã giọt bông ra vậy thì các bạn thấy. Nhưng mà những cái cây này nó yếu quá, chắc mình ngắt mình bỏ quá, để mình coi thử cái cánh đơn hay cánh kép mình ngắt mình bỏ thôi. Chứ nó nuôi cây nó suy. Nó suy nha các bạn.
nó phải cao như cỡ này thì may ra, chứ còn mà nó thấp quá nó suy, nó cao nha. Nè các bạn thấy nè, nó phải cái củ nó phải dày. Nè cái củ này bằng nửa cầm tay luôn các bạn thấy không? Đó. Nè. Nè. Củ bằng nửa cầm tay luôn nè. Đó thì kia nó mới đủ sức nó nuôi bông nha các bạn. Nghe nha. Thì mình hôm nay mình lên mình cũng chia sẻ với các bạn những cái vấn đề mà cây chuẩn ép. Thì nếu mà lai qua nhiều đời quá nó sẽ bị phá mặt bông nha các bạn. Nó sẽ bị phá mặt bông. Cái màu sắc thứ nhất là nó bạc đi. Nó tối, nó không còn sáng rực, nó không còn khoe sắc y như là những cái bông chuẩn ép một của mình được. Đó các bạn. Đó như cái cây Văn Hiếu 13 này các bạn thấy nè. Nó từ cái ngày mà mình ship tới bây giờ rồi mình cũng để nguyên, chứ mình cũng không lai cho ai luôn. Nó như cái mình lai trái có nhiều cái cây con ra Văn Hiếu 13, nó cái con nó đẹp mê luôn. Vừa rồi mình bán một cây đơn 800 ngàn các bạn nhớ không? Đó là con của Văn Hiếu 13, rồi còn những cái cây mà Văn Hiếu 13 mình bán cao tiền lắm. Nói chung là nếu mà nó ra được một Văn Hiếu 13 chuẩn với mẹ rất là cao tiền luôn. Thì ra trái của nó nè. Nói chung là mình lai, còn đây là trái của thằng Rubberlity nè. Thì cái bo có hoa Rubberlity mà hôm đó mình quay cái clip trước mà mình nói với các bạn là mình không bán đó, thì mình để lại mình test thử. Nói chung là đây là cái những cái trái của thằng Rubberlity nha các bạn. Nha. Thôi mình hôm nay buổi sáng mình lên thì mình cũng làm một clip để chia sẻ về cái niềm vui và cái cách nhận biết những cái hoa mà khi các bạn mua về thì ghép một đời thì nó làm sao, ghép nhiều đời quá, nhiều ép quá thì nó sẽ như thế nào. Thì một ngày mới mình cũng chúc tất cả các anh em trên toàn quốc thì làm ăn luôn luôn gặp nhiều thuận lợi nha. Sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình bị viêm họng cho nên mình nói nó hơi khàn khàn nha các bạn. Các bạn thông cảm. Nè cái cây này cũng vậy nè, chút ép nhưng đang trổ bông. Chán thật. Thôi xin chào nha. Mình chào tất cả các bạn. Xin chào.